Xin chào, mình là Danh. Trên tay mình hiện nay là chiếc Samsung Galaxy Note 7 2016. Chiếc smartphone này được mệnh danh là G7 Grand của thị trường Trung Quốc. Vậy ngày hôm nay hãy cùng mình tập hợp và trên tay nhanh chiếc Note 7 2016 để xem nó có gì khác biệt so với G7 Grand được bán chính hãng tại Việt Nam nhé. Nói sơ về chiếc hộp này thì không có gì đặc biệt ngoài tên sản phẩm được ghi ở đây, và phía mặt sau chúng ta sẽ có tên thiết bị, bộ nhớ trong 32GB và tên mã là SMG610, cùng với đó là một số thông tin bằng tiếng Trung Quốc. Đấy, bây giờ mình bắt đầu sẽ mở hộp luôn. Và đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta, và đây chúng ta sẽ có một máy phiên bản màu vàng. Mình đặt nó qua một bên để xem phía dưới nó có gì nữa. Phía dưới đầu tiên là chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc và một tai nghe cũng tầm cùi cùi thôi. Nói chung là thị trường Trung Quốc mà có tai nghe là mừng rồi. Một sợi cáp micro USB, một cái quay chọc sim và một củ sạc. Này, đây là một củ sạc nhanh có đầu ra là 5V 2A hoặc là 9V 1.67A. Vậy đây là toàn bộ phụ kiện của chiếc Samsung Galaxy Note 7 2016 tại thị trường Trung Quốc. Mình sẽ đặt nó qua bên và trở về với nhân vật chính. Ok, bây giờ mình sẽ đẩy cái miếng siêu này ra, miếng bọc này ra. Đây, và đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Thoạt nhìn đầu tiên thì mình thấy nó không có khác gì so với chiếc Samsung Galaxy G7 RAM. Nói chung thì bây giờ mình sẽ vào chi tiết hơn về phần thiết kế luôn. Thì phía trước của máy chúng ta sẽ có một cái camera trước ở đây, một cái loa thoại và một cái cảm biến cùng logo Samsung ở đây. Camera phía trước thì chúng ta sẽ có độ phân giải là 8MP cùng khẩu độ là f/1.9. Ở phía dưới thì chúng ta có ba cái nút quen thuộc, đó là phím đa nhiệm, phím back và phím home. Và điều khá đáng tiếc của thiết bị này cũng như Samsung Galaxy G7 RAM là hai cái phím này không có phát sáng. Và trong nút home này chúng ta vẫn sẽ được tích hợp dấu vân tay và loại vân tay một chạm giống như chiếc Samsung Galaxy G7 RAM. Ở phía cạnh dưới chúng ta sẽ có mic, một cổng micro USB và một cái jack tai nghe 3.5. Tuy nhiên ba này nó không được thẳng hàng cho lắm, nó nhảy lên nhảy xuống. Ở phía cạnh phải chúng ta sẽ có nút nguồn và loa ngoài, vị trí đặt y chang chiếc Galaxy G7 RAM. Phía bên trái cũng vậy, chúng ta có nút tăng giảm âm lượng và hai khe SIM. Chiếc máy này sở hữu chúng ta là hai SIM và một thẻ nhớ. Đây, một SIM nằm ở đây và một SIM một thẻ nhớ là nằm ở đây. Ở phía mặt sau chúng ta sẽ có logo của Samsung cùng với camera và đèn flash đơn. Camera này sẽ có độ phân giải là 13MP cùng khẩu độ là f/1.9, hoàn toàn giống với G7 RAM và thậm chí là nó có phần lõm vô và có đường cắt kim cương xung quanh. Mặt lưng này được làm bằng kim loại, tuy nhiên phía trên và dưới được làm bằng nhựa để tăng cường khả năng thu phát sóng của thiết bị. Nói chung về mặt thiết kế thì mình thấy chiếc Note 7 này hoàn toàn giống với chiếc G7 RAM được bán chính hãng tại Việt Nam. Máy sẽ có màn hình kích cỡ 5,5 inch cùng độ phân giải là Full HD. Tấm nền để sử dụng là BOS TFT LCD. Chính vì thế màn hình này trong trẻo và trung thực, tuy nhiên không bị rực rỡ như các loại màn hình AMOLED thường thấy trên các thiết bị Samsung. Máy sẽ được cài sẵn phiên bản Android 6.0.1 và có sẵn tiếng Việt. Tuy nhiên vì đến từ thị trường Trung Quốc nên chúng ta sẽ không có sẵn Safe Play trên thiết bị này. Về phần camera thì mình thấy gần như không có gì khác biệt so với chiếc Samsung Galaxy G7 RAM được ra mắt gần đây. Dung lượng pin của máy là khá tốt với 3300mAh, giúp chúng ta có thể sử dụng thoải mái trong vòng 1 ngày. Samsung có trang bị cho Note 7 2016 32GB bộ nhớ trong cùng 3GB RAM. Và điều cuối cùng còn lại chính là con chip được sử dụng trên thiết bị này. So với con chip Exynos 7870 trên G7 RAM tại Việt Nam, thì trên chiếc Note 7 Samsung đã tích hợp cho nó con chip 8 nhân Snapdragon 625 với tốc độ xuyên nhịp là 2GHz. Điều đó hứa hẹn hiệu năng trên chiếc Note 7 sẽ tốt hơn so với G7 RAM rất nhiều. Và bài test hiệu năng mình sẽ hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hãy để lại ý kiến của mình ở bình luận bên dưới video về chiếc Samsung Galaxy Note 7 này nhé. Nhớ nhấn like, share và subscribe để ủng hộ channel. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye, Dev.